every now and then. We could just pretend that it's just you and me together. We could stay right here forever, nowhere else to be. It's no mystery that you make the sun come out, you make the world spin around. Thưa hai họ, cho phép tôi được kính chúc hai họ những điều tốt đẹp nhất, bình an, mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt. Thưa quý ông, quý bà, hôm nay ngày 8 tháng 7 năm Quý Mão 2023 được sự đồng ý của cơ quan, của chính quyền và đặc biệt là của hai gia đình. Gia đình bên họ nhà trai sắm lễ sang xin ở họ nhà gái để dẫn con dâu về làm lễ gia tiên cũng như tổ chức lễ tân hôn cho hai cháu thành vợ thành chồng sống trong năm hạnh phúc. Đến giờ phút này thì hai cháu là vợ là chồng và cũng là gọi là bố là mẹ, không có gọi chú gọi bác như mọi lần nữa. Cho nhà trai xin trân trọng và xin chào cảm ơn ông các bà các anh chị cùng với nhà trai để đưa cháu dâu về nhà. Cho chị dâu là làm ngân hàng là ta, trai với chị dâu. Ngày vui của hai con, hai con là phải thương yêu nhau, phải thương yêu nhau nha. Sướng khổ thì phải có nhau, không? Cùng cam cùng khổ nghe không các con? Rồi ha, sanh cho mẹ nhiều nhiều cháu vô, trai gái gì cũng được. Take your time, you take mine too. I've waited all my life.
biết không? Năm hồi đó anh đang thấy cô đơn. Đúng ngày lúc em cũng thấy cô đơn. Rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô đơn. Em biết không? Đôi lời nói ở trong trái tim anh đã gìn giữ qua tận mấy xuân dài. Anh yêu em tất cả chân thành. Cứ từ lúc em sẽ nói lời chào đến nay, anh đã thấy yêu em đến yêu đời. Kính thưa các ông các bà, thưa cô dì chú bác, bà ngoại của hai bên gia đình, được sự thống nhất của hai bên gia đình và sự cho phép của hai bên cơ quan, hôm nay hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ tiệc mừng kết hôn cho hai cháu Hồng Sơn và Vân Anh. Thay mặt cho hai gia đình, tôi xin trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình, sự trân trọng của tất cả quý vị quan khách. Xin kính chúc sức khỏe thật dồi dào, hạnh phúc và thành công. Lần nữa xin trân trọng cảm ơn.